Chương trình này được bảo trợ bởi Tổ học Luật sư Lên Đanh Anh Ly, 848 9145 Gọi ngay Tours 866-435-9746 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam. Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy. 888-880-8345 Người già công ty vẫn được quốc tịch Mỹ, văn phòng quốc tịch Mỹ, 714-595-1841. Nguyễn Trường Ngọc Lan xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý khán giả đang xem chương trình Cà phê sáng của Lý Saigon Sài Gòn TV. Xin chào anh Trường. Xin chào Ngọc Lan và xin chào quý khán giả của Lý Saigon TV. À, một lần nữa xin được nhắc lại là chúng tôi đang có live ở trên Facebook nè, YouTube nè, quý vị có thể coi ngay bây giờ trên những cái ứng dụng đó hoặc là có thể coi lại sau đó. Còn nếu quý vị gõ lên trên mạng á, thì mình gõ vào lidosaigontv.com. À, TV bình thường ở miền Nam California đài 56.10 Bắc Cali là 16.11 và Houston, Texas là đài 27.6. Hôm nay là thứ tư rồi quý vị ơi, ngày 12 tháng 6, 2024. Chúng ta còn đi làm hôm nay, ngày mai, ngày mốt và tới thứ bảy chủ nhật là thứ bảy à, thứ sáu này là chợ đêm Phước Lộc Thọ bắt đầu bán hàng. Đúng rồi, thứ sáu này là chợ đêm Phước Lộc Thọ khai trương rồi qua thứ bảy cuối tuần chủ nhật là ngày Father's Day ừ. cho nên cuối tuần này coi như là một tuần rất là bận rộn rất là vui nhộn nữa cho nên ừ. quý vị ở nơi xa quý vị có thể là sắp xếp thời gian để mà trở về Bôn Sa, Lý đô Sài Gòn để đi chợ đêm mà đặc biệt á là năm nay á, Ngọc Lan thấy à, những cái cái kiểu mà bán chợ đêm như vậy á đầu tiên hết là ở khu vực Phước Lộc Thọ của mình đúng không là nhiều năm rồi nhưng mà bây giờ nhiều tiểu bang khác mà nơi có đông người Việt Họ cũng tổ chức những cái chợ đêm như vậy, ừ. cũng thu hút người nhiều lắm. Ở bên uh, nhiều nhất là ở Florida. Ở Florida, ở vùng Tampa cũng có. Rồi giờ Jacksonville họ cũng mở. Có nghĩa là họ bắt đầu họ làm từ từ, từ từ. Những nơi nào đông người Việt thì thu hút, thu hút người ta tới. Nhưng à. mà chỉ có ở Phước Lộc Thọ thì họ tổ chức theo cái kiểu là bền bỉ nhất từ bao nhiêu năm nay. Và đến khi mà chợ đêm á là làm suốt từ tháng 6 cho đến thường là đến tháng 9 ngay trước khoảng trước trung thu á, trước khi các em học sinh đi học trở lại, rồi cứ một tuần như vậy là ba ngày thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật và cứ đến chiều xuống 4-5 giờ lại lại thấy người ta khuân đồ ra để dựng lên. Còn ở những nơi khác thì họ chỉ có thể là tổ chức ví dụ như là um, một trong một, một 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 vài tuần hoặc là một tháng họ tổ chức một lần ở trong mùa hè, rồi một thứ bảy hoặc là chủ nhật thôi. Ở cái khu vực mà oxy Fair đó thì ở trên đó cũng có những cái uh, uh, chợ đêm nhưng mà họ chỉ mở 3 ngày cuối tuần. Lâu lâu thì họ làm một lần. Thí dụ như là cái chợ đêm gọi là 626 Night Market đó. Thì khi mà họ thông báo ở trên Facebook hay là thông báo trên uh, những cái hệ thống uh, truyền thông của họ đó. Thì họ nói rằng là 3 ngày cuối tuần này thứ sáu thứ bảy chủ nhật đi ăn chơi ở chợ đêm ở khu vực uh, Oxyfair uh, trên Costa Mesa Thì nhiều người thấy Ồ oh, cái chỗ đó là cũng có nhiều khi bán đồ ăn ngon Nhiều cái trò chơi này kia thì họ tới Nhưng mà ở Phước Lộc Thọ đó thì bền bỉ Từ bao nhiêu năm nay Cứ đến tháng 6 là kéo dài đến tháng 9 uh, 3 ngày cuối tuần thôi nha quý vị nha Không có ngày thường Ở uh, chợ đêm Phước Lộc Thọ là 3 ngày cuối tuần Còn chợ hoa thì là mỗi ngày uh, Ngày thường cũng mở Đó là khác cho nên chợ đêm nhiều người nói là không biết đi chợ đêm thứ hai thứ ba thứ tư có gì không, không có. thì không có chỉ có 3 ngày cuối tuần thôi đó là chợ đêm vào mùa hè còn vào mùa xuân á khi mà chợ, chợ hoa chợ tết á thì mới là mỗi ngày đều mở có đều có hết không biết là anh Nguyễn Trường có hay uống nước ngọt không có uống gì nhiều nhất à, tôi uống Doctor Pepper ừ. là một hai nữa là cái nó gọi là Sierra Mist cái nước mà nó có mùi chanh á À, à nhiều, Đúng không? cái nước ngọt là nó là một cái thức uống mà đối với người Mỹ nhiều người người ta chỉ có thể uống được nước ngọt thôi, họ không uống nước thường được, họ không uống nước trắng được, thì Coca-Cola, Coke vẫn là đứng number one, ừ. luôn luôn như vậy là cái thị phần của nó nó có thể chiếm hơn 12% phần trăm trên tất cả các loại thức uống ở trên toàn quốc, nhưng mà sau Coke thì là đến là Pepsi, hồi xưa giờ là Pepsi là đứng vị trí thứ nhì rồi đến nữa mới là Dr. Pepper giống như là anh Nguyễn Trường nói nhưng mà bây giờ nó có thay đổi một chút xíu tức là uh, Dr. Pepper nó lên vị trí thứ hai người ta lại bắt đầu chuộng nó hơn ừ. rồi Pepsi xuống vị trí thứ ba mặc dù á người ta thấy rằng là uh, cả um, Pepsi lẫn uh, Dr. Pepper đều ở cái khoảng là nếu cái kia khúc là 12 hơn 12% thì những cái loại hai cái loại này á là khoảng hơn 8% cái thị phần của tất cả những người người ta chọn nhưng mà khi mà cái uống mà uh, cái cái drop pepper này á. mình sẽ thấy cái vị nó giống giống như là nước xá xị đúng không giống không. như là nó nén né như vậy cái á. root bia thì nó giống ừ. xá xị hơn root à. bia đó à còn cái nước còn cái nước drop pepper này đó nhiều người nói với tôi rằng là nó có cái mùi giống như là mùi con bọ xít <cười> <cười> uống như mùi con bọ xít là nghe rồi, rất, rất là thấy ghê nó là À, trong những năm gần đây đó thì người ta lại thích một cái loại là dark pepper này mà nó bao gồm nó gọi là người ta gọi nó như hơi cay cay á ừ. tức là nó bao gồm 23 cái vị ở trong đó oh. người ta trộn lại với nhau để mà ra một cái vị đặc biệt riêng của cái loại nước uống này à, đối với lại cái nước mà dark pepper này với lại hay là anh Nguyễn Trường vừa nói là root beer phải không? Root beer. Nếu mà mình để một cái cục kem À, và đi là vô đi đúng là không? Vô. Chế cái nước này lên. Wow, nó gọi là root beer float. Yeah, rất là ngon. <laughs> Thì đó là một cái thay đổi liên quan đến cái uh, những cái mặt hàng mà chúng ta thấy hiện diện ở trong đời sống của mình hàng ngày đó. Nó có những cái thay đổi như thế này, như thế khác để làm cho cái uh, gọi là hương vị cuộc đời nó thêm uh, nhiều màu sắc. À, nếu mà nói về uh, khi mà chúng ta đi nhà hàng, chúng ta kêu một ly nước uống. Thí dụ mình kêu một ly cốt. Coca-cola đó ừ. thì nhân viên nhà hàng có nhiều khi nha họ nói ở đây không có coca-cola có Pepsi thôi hay là nhiều khi chúng ta gọi seven up họ nói ở đây không có seven up có sprite thôi ừ. thì thật ra nó như vậy khi mà một công ty nước ngọt mà ký hợp đồng với lại một cái chuỗi cửa hàng nào đó để bán thì khi mà cái cửa hàng đó họ ký hợp đồng với lại Coca-cola đi thì những sản phẩm mà Coca-cola làm đó thì sẽ có ở trong cái nhà hàng đó Pepsi thì không được vào tại vì đã ký hợp đồng với một bên rồi. Còn nếu mà khi cái nhà hàng đó, cái chuỗi cửa hàng đó mà ký hợp đồng với lại Pepsi rồi thì sẽ không có Coca-Cola ở đó. Cho nên nhiều khi mình đi vô nhà hàng mình kêu một cái món nước nhưng mà cái đó món đó không có thì họ lại có cái nước giống giống vậy. Coca-Cola nó cũng giống giống như Pepsi mặc dù là hai cái mùi hương vị nó hơi khác nhau một tí. Nhưng mà Ngọc Lan để ý nha. Khi mà tôi uống nước ngọt á thì phần lớn nhiều nha tôi sẽ chọn cái ginger ale là chả? nước gừng oh. cái lon nước gừng này nè thì nó có cái hiệu uh, Sweeper làm cũng rất là ngon hoặc là canada dry đó hai cái loại nước này quý vị nó có một chút xíu hương vị của gừng ở trong cái nước giống như là seven up vậy đó cái nước nó trong nó giống như là seven up nhưng mà nó có cái mùi gừng ở trong đó không biết lý do tại sao mà tôi thích cái nước này mỗi lần mà tôi hỏi nhân viên nhà hàng là có cái nước này hay không á thì nếu có thì tôi sẽ chọn cái nước này thay vì à. là Dr Pepper hay là Coca Cola à, đi máy bay mỗi lần mà à, những người nhân viên trên máy bay hỏi rằng là, là ông dùng nước gì đó tôi 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 cũng dùng cái này Canada Dry Ginger Ale à, cái nước gừng này cũng ngon lắm khi mà đến uh, tiểu bang Georgia ở Atlanta đó thì quý vị sẽ đến chỗ chỗ mà tổng hành dinh coca cola oh, oh, oh. đi vào đó thú vị lắm bởi vì họ sẽ trưng bày rất là nhiều các cái loại nước ngọt mà ở từng quốc gia khác nhau mm. ở từng cái vùng nó có những cái hương vị khác nhau rồi mình có quyền mình được thử hết nhưng mà thật ra không thể nào thử hết được tất cả những cái loại đó là bởi vì nó nhiều quá mình chỉ thấy là ờ cái vị nước này nó lạ ha hay là cái loại trái cây đó nó chỉ có ở cái vùng đó thôi mm, mm. thì họ làm rồi mình thử cho biết nhưng mà dĩ nhiên khi mà mình uống cái gì á thường mình uống mình sẽ thấy nó quen với cái vị đó rồi bây giờ mình uống qua cái vị khác đôi khi nó không có thích hợp rồi chưa kể ví dụ như là chúng ta uống coca cola ở ngay tại mỹ á nó sẽ khác với lại khi mình về việt nam mình uống coca cola đúng rồi, cái vị đúng nó khác rồi. nhau có thể là à, ngọc lan nghĩ cái thành phần nó giống nhưng mà do cái điều, tiệt, điều kiện thời tiết khí hậu hoặc là nhiều thứ cho nên nó nó không có giống y chang như vậy cái vị nó hoàn toàn khác rồi tương tự thì Pepsi cũng như thế hay là hồi đó Việt Nam kêu là gì 7 Up, 7 Up thì kêu là 7 là Up, up, bảy yeah. up. À, có nhiều cái nó khác nhau, khác nhau hẳn luôn Rồi người ta dùng những cái loại nước ngọt này họ pha chế thêm làm thành những cái loại nước uống khác nữa chứ không phải là chỉ uống cái lon đó Mà bây giờ Ngọc Lan thấy à, khi mà người ta bắt đầu giảm bớt những cái chuyện uống nước ngọt mà có những cái lon nhỏ đó mini á mini thì thấy nó có vẻ nó tiện hơn nhiều khi nguyên một cái lon lớn như thế này á uống không có hết nhưng mà cái lon nhỏ thì vừa giảm được cái lượng đường <laughs> vừa cũng thỏa mãn được <laughs> cái chuyện mà họ thèm nước ngọt uống ra làm sao hay là mình đi trên máy bay sẽ thấy có những hãng á mặc dù họ cũng khui cái lon ra nhưng mà họ chỉ rót cho hành khách á một ly như vậy thôi nhưng mà có những hãng á họ đưa nguyên cái lon luôn <laughs> cái chuyện mà đưa nguyên cái lon hay là đưa một ly thôi đó là cái vị kêu cái lon kêu cái nước gừng này nè là họ đưa nguyên là tại vì ít người uống lắm cho nên là oh. họ chỉ khui ra thấy có một người uống thôi họ đưa nguyên cái lon luôn ừ. chứ mà cái vị kêu cái nước mà nhiều người uống đi thì họ sẽ chia nó ra chừng 2 ba ly nhưng mà cái nước này ừ. <laughs> muốn lần tôi order đời này là tôi được nguyên một lon không ạ Ngọc là. Lan thấy là hình như cái quy định mà đưa cả lon hay là rót ra như tùy hãng tùy, cái tùy quy định hãng. như vậy à, xin mời quý vị cùng trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại. Bosa phone Service 9319 Bosa Avenue Westminster C 92683 tọa lạc tại trung tâm Little Sài Gòn cạnh bưu điện Bosa. Chúng tôi chuyên mua bán sửa chữa các loại iPhone, iPad, MacBook và Samsung. Ép kiến thay mới các loại smartphone uy tín tận tâm phi estimate. Đặc biệt chúng tôi bán các loại phone giá rẻ nhất vùng. Gọi 714 548 6495 548 6495.